Hello cô chú. Bì, cái gì vậy? Ai dán đó dạ? Con dán hả? Hả? Mở ra đi, con giật ra đi. Giật ra đi con. Giật ra sao? Cái gì vậy? Mà trong cái chiến đó thấy cái áo rồi hả? Giật ra đây con, đây mày giật ra. Con nói mẹ. Mẹ. Giúp. Dạ. Con. Dạ. Ok. Yeah. 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 Thank you. Say thank you. Nói đi. Thank you. Đúng rồi. Hôm nay là chơi dậy rất là sớm luôn cô chú ơi. Chơi vậy là chơi với ai? Chơi vậy là chơi với dế, chơi với ai? Hả? Làm người ai làm thế? Nè, xách đồ này ra luôn. Này ra luôn. Đây. Bà cô sáng này lại dậy mấy giờ bà cô? Bà cô đâu? Bà cô, nó sáng ngày dậy mấy giờ? Bà không biết nhưng mà bà dậy 5 giờ mà mẹ tiếng rồi. Ủa chứ sáng giờ bà hay cho nó ăn chưa? Ăn rồi. Ừ, đúng rồi, nó dậy là 5 giờ sáng á. Coi được rồi đó không? Chơi vậy, chơi vậy chỉ dài vậy hả chay? Con biết hôm nay là ngày thứ mấy không? Con nói mẹ nghe coi biết ngày thứ mấy không? Purple. Màu gì? What color is this? Màu gì? Pink. No, pink nhưng mà pink. Con nói màu cam. Cam. Đúng rồi. Màu cam. Ai miếng cái này gắn vô sao tự nhiên cái đi gỡ ra cho hư. Rồi xuống này. Con nói mẹ. Mẹ. Giúp. Dạ. Con. Hả? Đúng rồi. Đó, kêu chơi dậy 5 giờ sáng. Thôi được không? Rồi cái phải thả nó ra. Mà cố dậy là phải thả cho nó ra để mẹ với ba ngủ chứ. Ngủ được 2 tiếng, ngủ được tới 2 tiếng tới giờ 7 rưỡi nó lôi đầu dậy nè. Thôi được không? Không thể nào ngờ được. Ngày nào mà mẹ được nghỉ một cái là nó chơi mẹ một cú rồi. Quá mạng luôn. Bởi vậy tất cả mọi người mà ai mà chưa có con á, ráng ngủ đi. Có con rồi không có ngủ được đâu. Mẹ bắt đầu vlog của Jay rất là sớm ngày hôm nay. Vào 7 giờ rưỡi sáng. Đó, bà cố xây dậy cho ăn uống rồi xong rồi cái thay đồ thay đạt rồi để cột tóc cột đồ đó. Thấy chưa? Nhìn trông khỏe khoắn ghê chưa? Đấy chị đi. Ngọc thích chị mặc mấy áo tay ngắn. Nhìn rất là trẻ trung và sôi động. Con mớ đồ cho nó kìa. Trời ơi cái giỏ của mẹ mẹ chưa cất luôn đó chay. Mà cố bánh nhét trong đó chay. Được không? Đó đó đó. Trời ơi không nhét là nó ăn hết thôi rồi. Con muốn gì lấy banh hả? Con nói mẹ. Lấy. Mắc cười lắm, hôm qua lúc mà làm video chạy xong không phải thế xong rồi Ngọc đi vô nhà Ngọc edit video cho cô chú đó cái chạy hả ở chơi với ba xong chút nó chạy vô chạy thẳng vô phòng mà không có thấy Ngọc tại vì Ngọc ngồi cái ghế á tại Ngọc bự quá đó cái Ngọc ngồi cái ghế không ai thấy Ngọc á chạy chạy vô chạy đứng trước cửa phòng chạy kêu mẹ ý là kiếm mà coi mẹ đâu coi thấy thương không chơi không con ù ù đổ hả con nói mẹ mẹ chơi banh mẹ. Con nói đi chơi banh mẹ. Please mẹ. Rồi đi xách vô phòng đi xách vô phòng đi vô cái crib đi mẹ cho chơi đem xách vô phòng đi rồi mẹ đổ vô cái giường con ngủ á rồi chơi chứ giờ chơi ngoài là ai lụm cho nổi đó coi chơi vậy đó. Về chơi không? Chơi thì xách đem đi vô cái phòng mà coi cái chỗ con ngủ á. Đi vô xách vô, đi. Xách vô phòng con ngủ á đi. Đi xách vô cái chỗ cái crib á. Đi. Đi lang thang trên đường bước ra đi, lẹ lên.
xách vô, xách vô. Đi đi. Kéo đi. Kéo đi đi, kéo đi. Kéo đi. Đó, cô chú thấy chị kéo giống gì? Trong đêm một bàn chân mưa. Bé xíu. Không dễ sợ như cái vậy. Đó, rồi đi vô đây nha. Vô. Vô. Vô không? Vô. Vô. Hay lắm bồ ơi, cô nói là hay. Hay. Lắm. Nói nè, nói nè, hay. Hay. Đó, coi kìa, coi nó đu kìa. Đó, đó, nó đu kìa. Trời ơi, chay xách cái bịch đó, cái mày kêu trong đêm một bàn chân bước hả? Ê. Vô. Rồi, con nói mẹ. Đàng hoàng. Nói nè, mẹ. Mẹ. Hay. Hay. Lắm. Yeah. Bồ. Ba. Ơi. Ơi. Hay lắm. A à, hi hi. Rồi bây giờ đề máy mẹ coi coi. Đề máy coi. Đề máy sao? À. Đề máy sao? Ôi, đề máy vậy hả? Đề máy đi. Cô nói là bé Na. Na Na. No, 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 Na Na. Bé Na. Na Na. Na Na. Nói nà nà chứ đâu có nói bé nà. Nó nói tùy hứng à. Không phải là ai kêu gì nó nói đó đâu nha. Nà nà hả? Con ngồi con chờ Na đó hả? Ở cô chú có biết Na không? Cô chú nào? Con có biết Na không? Nà. Nà nà ốc bồn. Chuẩn bị nè. Na nà nà. Đó. Chơi đi. Nè. Màu này màu gì? Pink. 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 Màu này màu gì? Pink. Blue. Blue. Màu này màu gì? Màu đỏ. Đỏ. Đúng rồi. Màu này màu gì? Purple. Oh, that's a purple. Good job, chị đi. Màu này màu gì? Pink. No. Vàng. Màu vàng. Con nói đi. Nói đi màu vàng. Nó bây giờ nó chỉ biết hai màu là màu pink với màu purple thôi đó cô chú. Là màu. Nó giục gối ra đó, giục gối ra đó. Đó, có được không? Trời ơi, trời. Trời ơi. Rồi, giục qua đi. Đây là nhà banh của chay đó cô chú. Ngày xưa á, nhớ nhiều banh lắm mà sao giờ thấy hết rồi. Mất bớt ra sao rồi. Nói vậy mà chơi đó. Dục luôn. Bày bị sát đu 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 đâu. Trời ơi. Chơi vậy đó. Ui trời ơi. Chơi vậy mà chơi được á. Chơi giống như là chơi đang chơi mà chơi nhảy giống như là cá sấu đang mắc cạn vậy đó. Đó thấy chưa. Mặc cái áo đột vô giống cá sấu luôn. Mặc cái bộ đồ màu xám xám giống cá sấu luôn đó. Dục ra luôn. Dục hết ra đi. Dọn đi. Dọn nhà đi. Con nói. Con nói. Con nói. Đi ra đi. Cái gì? Trái banh này hả? À đó là nó đứng như nhục nó lộn trái banh rồi. Con nói đi. Đi ra đi. Yeah. Ừ. Nữa hả? Dục nữa hả? Wow! Dục nhẹ nhẹ đó chứ dục gì làm mạnh dữ hả? Rồi, xong rồi đó. Chơi đi. Sải cánh đi. Rồi, xong. Xong chưa? Rồi, nhảy 1, 2, 3, vô. Vô đi. Gì? Rớt cái banh dưới hả? Thôi kệ đi. Thôi chia tay đi, chia tay. Chia tay sớm bước đau khổ. Còn quá trời banh ở ngoài kìa. Vui không? Con vui không? Ủa hết chơi hả? À? Hết vui hả? À? Sao cuộc vui chống tàn vậy? Hả? Hả? Sao cuộc vui chống tàn vậy? Chạy đi.
JD, what color is this? Màu gì đây? Pink. Đâu phải, màu gì? Pink. No, purple. 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 Ow. Ow. Ow sao, ow sao? Đi ra hả? Mẹ. Mẹ. Bông. Con. Yeah. Yeah. Ai. Xạo á, xạo á. Ai. Uống nước không? Sặc nước miếng đó, cái đó là sặc nước miếng. Cô chú nhìn chay, cô chú cười sặc. Cô nhìn cô chú chay. Ở lộn, cô chú. Trời ơi, coi này, trời đất ơi, thôi về xong rồi. Xong rồi. Cái này là phải dỡ lên cho cao thêm rồi. Vậy nào quá ngắn. Giờ đi ra hả, con nói mẹ. Bồng con. Nói đi, nói mẹ bồng con ra, con mẹ mới bồng. Ồ, ồ, cái gì mà ồ, ồ. Chương chi vô vai chứ xe bên này này cho em vô. Good job, chị đi. Nè, thôi, con quên chương chi vô vai đi. Say, say bye bye and I Good job. Phải đếm đàng hoàng, đếm lại. One, two. One, two, chi. Trời ơi. Đếm. Chú chi phô phai xếp sao? Nằm. What color is this? Màu này màu gì? Orange. 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 Ow. Ow. Chuyên viên người ta nói đụng cái này dây, cái dây đụng dây ấy chắc. Nó đụng cái dây nào nó ấy cái dây đó liền, vừa trúng nó cái đó ao liền. Chu chi cho chạy. Chu chi cho chạy không? Phải. Chơi bên chơi chạy hay không? Yeah. Wow, giỏi quá. Đó, bây giờ là cuộc thi thải bóng đó cô chú. Thải thải chừng nào mà hết bóng ở trong cái này ra là lúc đó là mẹ thải chay ra luôn đó. Trời ơi, chú chị khó khăn. Nó nằm đếm miết rồi đó. Đếm mà giống như là đếm từng ngày, từng giây, từng phút anh vẫn đếm từng giờ. Đó, cô chú biết bài đó không? Là chay đó. Đi ra không? Con đi ra mà con không có chịu nói mẹ. Con không có nha, con có nhấn nhẹ mày một tiếng là mẹ đâu có đề máy cho con ra được. Con phải thả ra nhẹ một chút. Hiểu không? Cho mẹ biết là mẹ để mẹ đề máy rồi mẹ đi đổ xăng nữa. Chứ thường đề máy miết đi xăng đâu có đâu mình đề. Hiểu không? Phải nói mẹ đàng hoàng. Đó, giờ nó làm hết rồi nè đó, thấy không? Có chơi vậy đó. Ow. Giờ đã chưa? Con nói dạ đã. Dạ. Đã đời. Dạ đời. Đã đời. Khỏe không? Khỏe. Khỏe ru. Nói đi khỏe ru. Khỏe ru. Nói đi khỏe ru. Họ Quỳnh mình là có cái câu đó đó chay. Khỏe ru. Khỏe ru bà ru luôn á. Khỏe ru không? Khỏe ru không? Phải tập thì tập từ nhỏ chứ. Dạy con dạy thở còn thơ mà. Đi không? Bây giờ đi đâu không? Yeah. Rồi con nói khỏe ru. Vù vù vù. Bé Na. Nè nè. Na na. A hi hi. Hi hi. Đó, cô chú thấy trend là chay cập nhật hết luôn rồi đó. Rồi đi. Đi. Ui trời 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 trời. Nè. Siêu. Su gì? Su gì? Cái áo của mẹ có su hả? Cái áo của mẹ có, mẹ đâu có làm gì cái áo nhiều đâu, chỉ có hút nguyên đôi dép lào cho nó thôi. Rồi nó nhìn vô cái áo của mẹ nó nói su. Hôn mẹ miếng. Sáng giờ chưa hôn mẹ miếng nào nè. Trời ơi, trời kêu hôn miếng đó phủi tay. Hôn mẹ miếng coi. Hôn mẹ một miếng. Hôn miếng. Ôi thương má.
Trương vàng quá vàng ơi. Trương vàng quá vàng ơi. Bà ngoại đâu có nói bà ngoại. Nói đi, nói bà ngoại đi. Anh Chay có biết ba Bảo lại không ta? Hả? Chay có biết ba Bảo không? Hả? Ba Bảo là YouTuber Quỳnh Thí Bảo đó. Đó, chơi vậy đó, ưng chơi vậy đó. Đó. Ủa, ghê chưa? Ghê chưa? Dạ, thầy, nhẹ nhẹ thôi, đau. Cái con chay này. Nhẹ thôi. Chay, 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 chay. Nhẹ, nhẹ, nhẹ. Đau nha. Nhưng mà đau là hết vui đó. Việt Nam đau là khó quề đó. Mà quề thì cũng vẫn còn đau luôn. Mày thấy. Su đâu đấy, Su làm gì? Trời ơi, con nhìn xuống cái áo tôi, nó kiếm cái shoes. Đó, con bây giờ con chào con về. Con chào cô chú đi. Chào cô chú đi. Su nè, Su con nè. Su nữa nè. Đó, lại ghế ngồi, ngồi xuống đi. Người đi bách phố. Rồi, đem mang Su vô. Rồi, rồi, đã ủng rồi, đúng luôn ta. Đúng luôn á. Hay lắm bồ ơi. Đó. Trời ơi, có bồ gỗ dỗ chưa? Gà vô, gán gà vô. Quá hay luôn. Chay đang vật vả đó cô chú. Đang vật vả để mang dép vô mà chay chưa biết tính đường nào đây. Chay cũng đang vẫn đang cố gắng. Rồi chay bây giờ chay mang qua dép bên kia chay mang chưa. Chay mang chưa được, chay sẽ thử cái chân thứ hai. Chay tưởng là cái này là thử cái nào cũng được hết. Trời ơi bây giờ đồ mở cái này ra luôn nè. Nè con, mẹ chỉ nè. Mẹ chỉ nè. Xỏ cái chân vô. Ê, excuse me. Sorry. Mẹ xin lỗi chay nha. Mày thảy nó dép trúng chay hả? Đó, bây giờ dép mang không được là tới xỏ vô cái tay thử coi cái bàn tay á. Bây giờ cái mang dép này làm cũng một cái hay lắm nha. Khi mà mình không có thử được dưới chân mình á, mình lấy cái tay mình xỏ vô. Nếu mà cái bàn tay mình vừa có nghĩa là cái bàn chân mình sẽ mang vừa. Đó. Còn mà cái bàn tay mình không mang vừa là có. Trời ơi đẹp ghê chưa? Rồi khác cái biết sao? Rồi còn một tác dụng nữa khi mà mang cái dép mà mang cái dép vô tay này giống như chay hồi nãy đó. Thường thì nếu mà cái này cũng là một vũ khí đi quýnh lộn. Đó. Ai mà đi quýnh lộn á là cầm cái dép sổ vô vậy nè. Đó là quýnh. Bum 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 bum. Ủa, mang như được rồi kìa. Good job JD. Có đúng chiều không vậy? Không, sai chiều rồi, sai. Rồi rồi, biết rồi. Đó, bây giờ chay figure out được rồi cô chú. Đó, nhét vô. Thì đó cứ vậy mà nhét vô cái nông cái sổ vô thôi. Đúng rồi. Coi nha, để coi sao nha. Để coi bàn chân nhỏ bé thôi để ấy sẽ len lỏi vào đôi dép như thế nào nha. Rồi, vật vả. Trời ơi, coi chân bị mũi chích kìa. Coi đó. Cố gắng. Một mốt tập cho tay tự thay đồ luôn. Tự cởi áo, cởi đồ đó luôn. Rồi, coi kìa. Tức quá rồi. Để coi sự kiên nhẫn của chay sẽ tới đâu. Nông vô, ráng vô, cố lên con. Được mà, con làm được mà. Từ từ thôi, dùng óc mà suy nghĩ. Nặng óc ra. Lấy cái tay nặng óc ra. Wow, được chưa? Chưa nữa hả? Đây mày chỉ nè, đây mày giúp con nha. Con nói mẹ giúp con.
rồi rồi ờ ờ cái đồ đó đó mà được ra cái đồ đó con mang được nhưng mà nó bị trái rồi nó không có cho Ngọc gỡ cái đồ đó ra cái bác mang đâu đi chi nó không có cho mang chiếc nó vô chứ lộn bỏ vô lấy cái tay ra mới bỏ vô được nói qua chuyện tình nói chuyện tình đôi dép không mà cũng hết 15 phút hết giờ đi chơi rồi đó. Yeah. Yeah. Công trình mang đôi dép trái đó. Cái gì đó? Đi chơi hả? Có được không? Con đi thử coi con đi có vững không mà con đòi đi chơi. mang đôi dép gì mà đòi đi chơi. Đi ra ngoài chạy té thấy bà luôn. Mẹ mang dép lại cho. Mẹ với chay là đi chơi sớm nha cô chú. Đi sớm về sớm nha. Đó. Nó đi còn không vững mà còn mày đặt đồ đi chơi nữa. Bon chen giữa cái xã hội này chứ vậy chay. Tung tăng. Cái gì kêu chay? Cái trời này mà sáng bà ba chay dậy sớm đi bộ ride có lý nè. Mát. Bữa nay mà mới 8 giờ sáng mà về là biết hôm nay là một ngày nóng nữa nè. Ê, đừng có ra parking lot. Come back. Come. Đi, vô. Bé Na kìa, bé Na. Chị ơi, Na kìa. Đây, con Na kìa. Đó, Na đó. Đi con. Không sợ Na luôn. Mẹ coi xe mình đâu. Xe nào là xe của mình? Xe mình đâu? Xe nào? Đâu phải xe đó. Xe đó tên là cua. Đó, cờ u cua là xe của con cua. Cái xe đó không phải của mình. Lại lên xe mình đâu chỉ coi. Nó xạo xạo nó đó. Đây là muôn đời xạo đó cô chú. Xe mình đâu chỉ mẹ coi. Xe mình đâu. Nó biết cái màu của cái xe đó. Bậy, cái đó xe đâu phải xe mình. Màu đó xe mình đâu phải màu đó. Cái đó đâu phải pink. Cái đó là black. This is gray, silver. Con nói đi silver. Nó silver mà giống như nó purple vậy. Xe mình đâu. Xe đâu? Chỉ coi thật sự coi. Pink đâu mà pink. Silver. Phải, con nói là Escalade. Ơi, nó nghe này, sáng nay rảnh đi ra đây rửa xe cho anh ta phải không? Thì xe ai cũng lấy cái tay quẹt lên vậy. Dơ quá trời dơ luôn chay ơi. Thôi bây giờ mình đi ra xong mình rửa tay nè. Đi không? Đi ra xong rửa tay không? No gì? Đó, xe ai nó cũng lại nó quẹt hết á. Ôi, cái xe đó dơ quá, cái xe đó đi xình lầy dơ quá. Eww. Pink đâu mà pink. Black. Chay giống như là, hiện tại bây giờ chay là y như là đi thần giữ xe vậy đó. Hồi tối bao nhiêu chiếc đậu nay ra đếm, sáng nay đếm còn không ai, sao có bất chiếc nào không. Đó là công việc của chay hiện tại bây giờ đó cô chú. Người giữ xe. Sẵn rồi giữ luôn trái tim của cô chú luôn rồi. Bởi vậy chay giữ cái gì là chắc nụi cái đó cô chú. Xe đó từ sáng giờ nãy giờ đếm nó chưa mất chiếc nào hết. Pin có pin mà quay có quay. Đó trời ơi coi nó kìa. Ui. Trời ở đây nè rồi xe bằng tay ra. Oh my god. Look at your hand. Oh my god. Chùi tới cho chùi vô đồ. Ghê quá. Yêu. No, stay away from me. No, tại sao con ai mượn con, thấy chưa? Hồi nãy về chà mà không thấy, đi ra ngoài sông rửa tay, đi. Trời thấy chà vô áo nó kìa. Đi ra ngoài sông rửa tay. Đây nè, để coi. Để mẹ coi. Trời đất ơi. Đi bước đi về nhà rửa tay liền nghe cho mẹ ngay lập tức. Đi ra ngoài thuyền á, ngay chỗ sông á, đi ra rửa tay.
coi được chưa? Ghê quá trời ghê. Hồi nãy giờ mẹ kêu đừng có đụng mà không nghe. Đó bà, bây giờ lủi thủi lo chạy về nhà để đi rửa tay. Coi bà đi cái tướng này, muốn vòng 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 đi. Quẹo quẹo phải, quẹo phải. Quẹo phải, quẹo phải. Mình thi thách thức danh hài mình rớt là mình phải quẹo phải. Lẹ lên. Lẹ lên, không có nhìn ngó gì sự cảnh vật xung quanh hết á. Cái tay đang dơ mình phải tập trung vô cái tay mình. Nhớ không? Nhớ cái tay đang thui thì xì lì không? Bây giờ đi về nhà hay đi ra sông rửa tay nè. Đây, 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 đây. Ê, ê, đi ra sông rửa tay nè. Đây nè, ngoài đây nè, ngoài đây nè. Ngoài đây, 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 ra đây. Ra đây. Tay dơ đâu, tay dơ đâu, nhớ chưa? Nhớ chưa? Cầm bàn tay đó. Cứ nhớ trong đầu là bây giờ mình phải đi rửa tay. Rồi, để lên. Nước đâu, rửa tay đi. Đúng rồi, thấy nước chưa? Chưa chưa chưa, lại khúc nào cao cao, khúc này còn thấp quá. Đi, thì lại khúc này nè. Đây nè, rồi khúc này rồi. Bắt đầu nhẹ, thả nhẹ người xuống. Thả nhẹ người xuống. Thả nhẹ xuống. Nằm xuống. Đó, đúng rồi. Rửa tay đi. Rửa tay đi. Lấy hai tay chà vô nhau. Lấy hai tay đây nè. Đó, chà vậy đó. Đó. Sạch chưa? Chưa sạch. Rửa thêm. Đó, sạch sạch bớt rồi đó, thấy chưa? Còn cái nào đen đen rửa luôn. Tay kia làm sao? Đưa tay kia cho mẹ coi. Rửa nhẹ luôn. Rồi, sạch chưa? Rồi bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa chưa? Mà mốt không có đụng vô xe nữa nghe chưa? Rửa tay tiếp. Thọc xuống, rửa đây. Sạch chưa? Bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa chưa? Kêu xa rồi đứng dậy. Bây giờ mình sạch rồi, cái thần thái mình phải như thế nào? Dơ là một cái thần thái khác, mà sạch nó phải có một cái thần thái khác. Rồi đi, nó đi vô luôn, nó không có rủ mẹ vô luôn. Bởi vậy thấy chưa? Bởi vậy tôi mà mãi mãi tôi phải đứng một phía sau một cô gái. Nên tôi phải, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Y luôn cái khúc này là y luôn các bạn. Bởi vậy nha Ngọc, không có làm gì thôi chứ Ngọc làm là y y như cái khúc đó luôn. Đó. Ngắm chay từ xa âu yếm hơn nè cô chú, thấy không? Cả nguồn sống bỗng chốc bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Đó. Người gái đang chạy lon ton như gà vậy đó. Đi đi xung quanh coi trong sân có con gà là đi xung quanh sân là có con chay á. Đi lon ton trong sân có con gà mà cái này là đi lon ton trong sân là có con chay á. Từ 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 từ. Đang nó ngước nước nó ngước đầu lên, nó đang thở một bầu không khí trong lành vào buổi sáng đó. Làm sao ạ? Vô chưa? Vô chưa? Con nói mẹ vô. Trời con bé đứng kìa. Té nha, từ từ thôi. À, đứng im cho con. Trong trống. Trong trống. Đúng rồi. Thổi đi, thổi con mâm này thổi nè. Đó. Đó, để máy đi, để máy nó mới lên. Này này mày thổi cho nè. Hay chưa? Thấy mẹ hay chưa? Đừng có chạy. Đó, cầm bà đi rồi đó. Người cướp vũ khí. Lại đây nó lấy lên cái ghế bự chà bá này nó ngồi nè, coi được không? Ủa hôm nay là ngày lễ hội gì vậy? Mà tại sao có dựng lều, dựng ghế gì nhiều vậy? Đó, có cái đồ chơi ngồi đó, khỏe chưa? Con nói đi chay, khỏe ru. Nói đi, nó khỏe ru đi. Good morning. Say hi chay đi. Good job chay đi. Trời ơi, sáng nay là thấy nóng rồi đó.
nóng lắm luôn rồi đó. Đó, coi kìa. Thôi giờ đi vô nha con. Đi vô chuẩn bị đi bơi nha. Nha, chào tạm biệt cô chú ở đây rồi, chuẩn bị đi bơi nha. Cô chú ơi, cô chú nhớ là bây giờ cái YouTube của chay bình luận được rồi nha cô chú. Cô chú cứ thả bình luận đi. Cứ thả bình luận vào đi. Sau bao tháng ngày ngăn cách tình yêu, bây giờ YouTube đã hết ngăn cách cô chú và chay rồi. Cô chú cứ thả bình luận vào cho chay nha. Nha.